Hello, xin chào cả nhà mình nha. Rảnh quá, bây giờ không có việc làm. Rảnh quá, bây giờ đi ra đây ngoài đếm tiền. Coi như mới đập ống heo đây các bạn ơi. Nè, tiền nè. Bên đây là 100, bên này là 20. Đố các bạn biết là mình bao nhiêu tiền đây. Đây. Bây giờ rảnh quá không có việc làm nha, ngồi giờ đếm tiền nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Rồi 30. 30 nha. Không biết đủ 6.000 đây không nữa đây nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 là 10. Ôi thiếu. Thanh Trần ơi, mới có 4.000 này em ơi. 4.000 là còn 6.000 nữa nha. 4.000 là còn 2.000 nữa. Thôi nè, vụ án 6.000 đô mà chỉ có 4.000 đô thôi nha. Thôi bye bye cả nhà nha, vô đi làm có khách rồi, bye bye nha.